VTV tạm thời để biên tập viên Minh Tiệp dừng lên sóng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin biên tập viên Minh Tiệp bị em vợ tố đánh đập, bạo hành suốt 5 năm đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận những ngày vừa qua. Dù sự việc chưa rõ ràng đúng sai, nhưng trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự bức xúc, kêu gọi tẩy chay Minh Tiệp và những chương trình mà biên tập viên này dẫn. Trao đổi với phóng viên, vào trưa ngày 28 tháng 5, nhà báo Phan Ngọc Tiến, trưởng ban sản xuất các chương trình thể thao của VTV, lần đầu lên tiếng về sự việc của biên tập viên Minh Tiệp. Nhà báo Phan Ngọc Tiến khẳng định, bất cứ ai là nhân viên của đài mà có vấn đề tạo dư luận không tốt đều không được tiếp tục lên sóng. Lãnh đạo ban thể thao của VTV nhấn mạnh, chúng tôi tạm thời cho Minh Tiệp dừng việc lên sóng và dừng cả việc sản xuất các chương trình để lo việc gia đình. Chuyện này chưa biết đúng sai thế nào, hiện tại vẫn ở góc độ gia đình nhưng dư luận phản ứng nên Minh Tiệp tạm thời dừng công việc hàng ngày của mình. Nhà báo Phan Ngọc Tiến cũng phủ nhận thông tin biên tập viên Minh Tiệp bị buộc thôi việc tại VTV là không. Sau khi em vợ tố đánh đập bạo hành, ông Tiến khẳng định, thông tin Minh Tiệp bị buộc thôi việc là không chính xác, chưa có chuyện gì rõ ràng để buộc thôi việc cả. Chúng tôi chỉ không xếp lịch dẫn, tất cả các chương trình mà Minh Tiệp đang dẫn sẽ thay người khác hết. Trưởng ban sản xuất các chương trình thể thao của VTV nhấn mạnh, khi nào sự việc đúng sai rõ ràng, biên tập viên Minh Tiệp sẽ được xem xét dẫn trở lại. Ngày 25 tháng 5, một tài khoản Facebook có tên TD nhận mình là em vợ MC biên tập viên Minh Tiệp của VTV theo đó, nữ sinh lên tiếng tố cáo nam MC có hành vi bạo hành, đánh đập mình trong suốt 5 năm, kể từ khi TD học lớp 6 đến khi học lớp 10. Trả lời báo chí, MC biên tập viên Minh Tiệp mong mọi chuyện không đi quá xa, bởi không muốn TD gặp khó khăn vì sự việc này trong tương lai. Nam MC thừa nhận có động tay động chân khi thấy TD dùng kéo dọa vợ con mình, đồng thời khẳng định em vợ hoàn toàn bình thường và hiện ở Ninh Bình. Trước đó, tài khoản có Phương Minh Phạm tự nhận là chị thứ hai của TD, lên tiếng phủ nhận những gì em mình chia sẻ trên trang cá nhân. Chị gái cả của nữ sinh là vợ của MC Minh Tiệp cũng khẳng định trên mạng là sự việc không như TD phản ánh. Tối ngày 27 tháng 5 vừa qua, TD livestream trên Facebook đính chính một số thông tin liên quan sự việc. Hiện tại mình ổn, rất cảm ơn ý tốt của các anh chị từ những trung tâm bảo vệ trẻ em, nhưng mình em xin phép từ chối anh chị vì em hoàn toàn bình thường ạ. Ngoài ra, việc bố mẹ mình xin giấy chứng nhận tâm thần từ bệnh viện gì gì đó là hoàn toàn không có thật. Mình mong mọi người biết đâu là đúng, đâu là sai để tránh nghe, đọc phải những thông tin đã bị thổi phồng. Nữ sinh Thùy Dung bất ngờ lên tiếng phân trần về vụ việc tố cáo bị bạo hành. Thưa quý vị, sự việc nữ sinh 15 tuổi tên Thùy Dung, học trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam viết dòng trạng thái tố cáo bị anh trẻ là MC thể thao VTV bạo hành đã gây bão dư luận suốt hai ngày đây. Sự việc chưa phân định đúng sai khi phía anh trẻ và gia đình nữ sinh khẳng định em học hành kém, thường gây cổ đến nhau. Thầy cô và bạn bè nữ sinh thì lại cho rằng em là một học sinh ngoan, hiền lành, hòa đồng và được bạn bè thầy cô yêu mến. Bên cạnh đó, nhiều nguồn tin cũng cho hay nữ sinh đang bị gia đình khống chế, giam lỏng trong nhà, tước quyền dùng Facebook, Instagram, thậm chí còn tạo dựng video clip nhằm bóp méo hình ảnh của em với cộng đồng mạng. Mới đây Thùy Dung tiếp tục lên tiếng và khẳng định đây là lần cuối em lên tiếng về sự việc của mình lên mạng xã hội. Theo đó, nữ sinh khẳng định em đang dùng Facebook chính chủ để đăng dòng status đến chính dẫn thông tin từ các trang mạng xã hội như là bí mật showbiz, ngoa, từ những đoạn screenshot, inbox hay là direct của em với bạn bè. Em khẳng định em chỉ nói rõ mọi việc kiếm một người em tin tưởng nhất và trong thời gian tới em cũng chỉ liên hệ duy nhất với người đó, nên tất cả các câu nói inbox, direct của em với ai khác hoàn toàn không có giá trị. Thùy Dung cho biết đoạn direct ngày hôm qua 26 tháng 5 của em với một người bạn trên Instagram là đoạn direct đúng chứ không hề cắt ghép và đó là nick Instagram duy nhất của em. Sự việc được em kể về bố mẹ cũng hoàn toàn đúng. Tuy nhiên đến đây thì mọi hiểu lầm giữa em và bố mẹ đã được giải quyết. Thùy Dung giải thích Tất cả hành động của bố mẹ lúc đó là để kiềm hãm mình, tránh dẫn đến việc mình nổi nóng mất kiểm soát. Bố mẹ không cho mình dùng điện thoại, iPad để tránh mình đọc phải những thông tin không hay, nhưng có cho mình liên lạc với bạn bè. Từ Dung cũng giải thích lý do hành động của bố mẹ tèo đứt các phương tiện kết nối Internet của em. Từ Dung cho biết sau khi Facebook của em bị khóa cùng với các tài khoản của mọi người trong gia đình với mục đích duy nhất là để tránh bị đào bới thông tin thêm thì facebook của em lại bị một ai đó hắt vì thế các video sau đó được đưa lên với nội dung là các ghép các hình ảnh đoạn inbox của em với bạn bè hoàn toàn không phải do bố mẹ em làm thùy dung tin bố mẹ của mình không làm việc đó và xin im lặng trước những ý kiến trái chiều phản bác nạt nộ bố mẹ em thùy dung khẳng định những ý kiến mà em chia sẻ lần này là tự nguyện không hề có một sự bắt ép nào của bố mẹ hay bất kỳ các thành viên khác trong gia đình vì vậy em mong mọi người sẽ không dùng những từ ngữ ác ý để cầm minh hay nói gì về gia đình em. Ngoài ra việc bố mẹ em xin giấy chứng nhận tâm thần từ bệnh viện, theo Thùy Dung là hoàn toàn không có thật. Và cuối cùng, Thùy Dung thông tin rằng tình trạng hiện tại của em ổn, vì em gửi lời cảm ơn tới mọi người đã quan tâm tới sự việc của mình, đồng thời nhanh mong bạn bè, mọi người không kết bạn với em nữa, vì em muốn tra cá nhân của em chỉ kết bạn với bạn bè thân thiết, bạn bè học cùng trường. Tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn chưa bị thuyết phục bởi status mới này của Thùy Dung. Nhiều người cho rằng em bị gia đình ép buộc làm theo. Hiện đại diện học sinh và phụ huynh trường Amsterdam Hà Nội đã đến Ninh Bình và nỗ lực để tiếp xúc với gia đình Thùy Dung. Đồng thời, phía Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Ninh Bình cũng đã tiếp nhận công dân đề nghị vào cuộc từ phía UNICEF Việt Nam. Bố TD lên tiếng về nghi vấn biên tập viên Minh Tiệp bạo hành con gái suốt 5 năm. Kính thưa quý vị và các bạn, sự việc tài khoản TD tố cáo anh rể là biên tập viên Minh Tiệp nhiều lần đánh đập trong suốt 5 năm qua gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua, hàng loạt thông tin được phát tán trên mạng xã hội. Nhiều nguồn tin thậm chí khẳng định gia đình đã tiến hành làm thủ tục để chứng minh TD có vấn đề về thần kinh, dẫn đến hành động bộc phát trên trang cá nhân tối ngày 25 tháng 5. Tối ngày 27 tháng 5, TD livestream trên trang cá nhân mới lập và khẳng định mọi việc với gia đình đã giải quyết ổn thỏa, đồng thời cô bé phủ nhận việc bị người thân nhốt, cách ly và khóa mọi tài khoản xã hội. Trao đổi với phóng viên, bố của TD là bác sĩ Phạm Cầm Kỳ lần đầu lên tiếng. Đây là vấn đề nội bộ đang được gia đình giải quyết. Sáng nay chúng tôi đã cùng con lên trường Amsterdam làm việc và gặp gỡ với các thầy cô giáo. Anh cho biết trên mạng đang lan truyền những thông tin sai lệch, thậm chí vô đạo đức. Chẳng hạn chúng tôi đang lo giấy tờ cho con vào viện tâm thần. Chúng tôi làm vậy thì còn gì là con người nữa. Về việc con rể là biên tập viên Minh Điệp hành hung con gái, bác sĩ Phạm Cầm Kỳ thừa nhận cả hai có va chạm nhưng do mâu thuẫn nhỏ Ông cho biết rằng gia đình đang xem xét theo nhiều hướng khác nhau để giải quyết sự việc một cách thỏa đáng nhất. Ông nói, về phía tiệp, trên cơ quan sẽ làm việc, nghe nói con phải dừng công tác để các cơ quan chức năng điều tra. Về phía gia đình, chúng tôi sẽ xác minh nhiều chiều. Tôi mới đi công tác về, tuy nhiên khi nghe sự việc thì với trách nhiệm làm cha, mẹ của các cháu, tôi thấy bản thân không nên để xảy ra việc này. Ông cũng cho biết thêm, tôi có trách nhiệm phải giải quyết và để trong tương lai không tiếp diễn những sự vụ tương tự bởi vụ việc này đã tạo nên dư luận xấu trong xã hội với vấn đề bạo lực trẻ em. Trước đó tối ngày 27 tháng 5, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Bảo trợ Công tác Xã hội tỉnh Ninh Bình đã đến gặp gia đình để xác minh sự việc. Theo người thân của TD, nữ học sinh hoàn toàn bình thường những ngày qua và vụ va chạm với anh rể chỉ là hiểu lầm xuất phát từ bất đồng tính cách giữa hai anh em. Thông tin mới vụ cô bé 15 tuổi tố anh rể là MC nổi tiếng Bảo Hành gia đình coi như người thừa. Quý vị thân mến, cách đây ít giờ mạng xã hội đăng tải thông tin được cho là của D, cô bé 15 tuổi lên tiếng tố anh rể đang là MC của một kênh truyền hình lớn, Bảo Hành suốt nhiều năm hiện đang bị giam giữ tại nhà ở Ninh Bình. Theo đó, cô bé bị bố mẹ quản lý thậm chí đổi hết tài khoản cá nhân từ Zalo, Facebook, Instagram nhằm cắt đứt mọi quan hệ của cô với bạn bè và những người xung quanh. Không chỉ có thế, mẹ cô bé này còn liên tục cầm điện thoại, dọa sẽ quay lại cảnh cô gái gây gỗ, cãi luận để đăng lên mạng xã hội nhằm chứng minh cho lời biện minh của gia đình này với anh con rể làm MC rằng cô gái này là một đứa trẻ hư, thậm chí có vấn đề về thần kinh. Trong dòng tin đăng tải trên mạng xã hội có chi tiết đáng chú ý như gia đình D đang lo liệu giấy tờ chứng minh D bị tâm thần hoang tưởng, họ còn phòng xa bằng cách chọn cho một bác sĩ làm tốt thí, ép đứng ra ký giấy giám định cho bé D. Để có vấn đề gì thì người này sẽ phải chịu tội dạng nhầm lẫn trong công việc giám định để cho gia đình đê được vô can. Trước đó, tối ngày 25 tháng 5, thông tin vụ việc một bé gái 15 tuổi lên tiếng tố cáo anh trẻ là biên tập viên nổi tiếng đang công tác tại đài truyền hình VTV Bảo Hành, đánh đập nhiều năm trời, đã gây xôn xao mạng xã hội. Theo đó, tài khoản mạng xã hội Facebook tên là TD, tự xưng là em vợ của biên tập viên bóng đá MBT, đã lên một diễn đàn xã hội tố anh trẻ mình thường xuyên đánh đập. Cô bé này từ năm lớp 6 đến năm lớp 10 với nảnh môi bì sưng tấy khiến cho nhiều người bất ngờ. Ngay sau bài viết của TD xuất hiện trên mạng xã hội, hàng ngàn lượt share bài viết này, nhiều người dùng mạng xã hội thể hiện sự bức xúc của mình cùng với nhiều ý kiến trái chiều. Người bị tố cáo là biên tập viên TNMT cũng lập tức lên tiếng khẳng định mọi chuyện cô bé 15 tuổi chia sẻ trên mạng xã hội chỉ là thông tin bị đặt và muốn câu like. Do em gái vợ quá ham chơi, yêu đương sớm khiến thành tích học tập kém cỏi, lại có ý định cầm dao đâm vợ con anh. Mặt khác, theo thông tin bạn bè TD chia sẻ thì đây ở trường lớp là một học sinh ngoan, hòa đồng với bạn bè và có thành tích học tập khá tốt. Ngay trên Facebook của Đê, thường ngày cũng chỉ chia sẻ chuyện trường lớp, học hành và làm một cô bé khiêm tốn. Bằng điểm của TD được một người bạn tiết lộ, TD đã tự thi đổ vào trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Điểm tổng kết trung bình học kỳ của TD là 8.1. Đây là điểm số không phải xuất sắc nhất trường chuyên, nhưng đáng mơ ước của nhiều học sinh ở các trường trung học khác. Thậm chí, có nhiều nguồn tin từ những người quen biết với em TD và gia đình em ở Ninh Bình. Cho hay TD thường bị coi là người thừa trong gia đình, ngay cả bạn bè thân thiết với gia đình và bạn bè chị gái TD cũng không hề biết đến sự tồn tại của TD là đứa con gái thứ ba trong gia đình này. Tuy chưa rõ thực hư nhưng mà vụ việc đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Bình luận viên bóng đá Minh Tiệp khóa Facebook sau khi bị tố bạo hành em vợ từ năm lớp 6. Diễn tập viên MC Nguyễn Minh Tiệp là một trong những gương mặt thường xuyên xuất hiện trong các bản tin thể thao của VTV. Nguyễn Minh Tiệp sinh ngày 20 tháng 6 năm 1984, năm nay 34 tuổi và hiện đang sinh sống và công tác tại Hà Nội. Mới đây Minh Tiệp gây xôn xao dư luận khi bị em vợ là Thùy Đê tố bị anh đánh đập bạo hành từ năm lớp 6 đến năm lớp 10. Sau những ngồi nào này, có nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Hiện tại Minh Tiệp đã khóa Facebook cá nhân, điện thoại của anh cũng không liên lạc được. Minh Tiệp tốt nghiệp khoa thanh nhạc trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội vào năm 2008. Từng nam tiến để theo đuổi đam mê ca hát nhưng sau đó chuyển hướng sang làm việc tại VTV. Gần 10 năm làm việc tại VTV, Minh Tiệp được khán giả truyền hình biết đến với vai trò là MC của một loạt các chương trình thể thao như 360 độ thể thao VTV3, Nóng cùng Euro VTV3, Nóng cùng World Cup VTV3, Bản tin sức sống thể thao VTV4, Đường tới FIFA World Cup, Dự đoán kết quả trận đấu, 23 huyền thoại bóng đá. Minh Tiệp hiện tại đã có gia đình và hai cô con gái nhỏ. Vợ của nam MC này là một người làm việc tại Bệnh viện Nhi Trung ương.